Hi, chào mừng các bạn đến với kênh CD High Studio và quay trở lại với những clip hướng dẫn làm YouTube của Toàn. Video này Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo rất là hay để các bạn có thể kéo những cái video các bạn mới đăng lên được xem tăng rất nhanh. Nếu như trên kênh YouTube của các bạn có sở hữu những cái video được nhiều người quan tâm thì các bạn hãy áp dụng ngay cách làm này thì chắc chắn những cái video mới của các bạn được xem nó cũng tăng rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cách làm cực kỳ là hay này nha. Các bạn để ý ha, ở trên màn hình của Toàn đây là một cái video mới đăng và bây giờ mình muốn đẩy nhanh lượt xem của video này để cái lượt view và lượt sub của nó có thể giúp cho kênh mình tăng nhanh. Thì cách làm như thế nào các bạn hãy xem kỹ mình làm. Cái thao tác này nó cũng khá là đơn giản nhưng mà mình nghĩ rằng là nhiều bạn chưa thực sự hiểu rõ về cách làm này. Đây là cái video mẫu của Toàn được xem hiện tại là 2.500 lượt xem. Giờ xem là 162 giờ và có 28 người đăng ký từ cái video này. Doanh thu là 3,1 đô. 48 giờ qua thì video này có 37 người xem. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách để tăng view của cái video này. Nếu như các bạn muốn tăng view một cái video bất kỳ trên YouTube và đặc biệt là những cái video các bạn mới đăng á, thì các bạn hãy vào YouTube Studio ha, trên kênh của các bạn đó, các bạn vào phần số liệu phân tích thì ở phần này thì YouTube nó sẽ cập nhật cho các bạn là những cái video hàng đầu trong khoảng thời gian này. Ở đây nó sẽ thống kê cho các bạn khoảng cả chục cái video mà nhiều người quan tâm trong cái thời gian gần nhất. Đây là những cái các bạn có thể dùng làm công cụ để các bạn làm đòn bẩy để kéo cái video mới của các bạn lên rất là nhanh và rất là hiệu quả. Nếu như chủ đề của các bạn đang làm video mới này á, nó cùng với chủ đề hoặc là cùng cái nội dung các bạn đã từng chia sẻ ở đây và được nhiều người quan tâm thì 100% lần cái video này của các bạn chắc chắn sẽ lên view rất nhanh ha, bởi vì nó cùng chủ đề với những cái này thì các bạn sẽ kéo qua thì chắc chắn người xem người ta sẽ ủng hộ, người ta xem rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như nội dung nó hơi khác thì các bạn vẫn áp dụng được cách này thì mình trải nghiệm mình thấy hiệu quả nó cũng rất là tốt. Rồi khi các bạn vào cái phần những cái video hàng đầu này thì các bạn hãy chọn ra những cái video nào các bạn cảm thấy nó phù hợp nhất với lại cái video các bạn muốn kéo view này, các bạn hãy chọn ha. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ nha. Ở đây mình có một cái video hướng dẫn về kỹ thuật YouTube thì nó cũng liên quan đến nội dung làm YouTube này. Do đó mình sẽ chọn cái video này, các bạn sẽ bấm click vào cái video này. Thì đây là số liệu phân tích chi tiết của cái video đó. Các bạn thấy video này mình mới vừa đăng thôi, cách đây không lâu. Và hiện tại video này có hơn 15.000 người xem. Thời gian xem là 1.100 giờ. Và đặc biệt với một cái video này thôi thì có 439 người đăng ký. Các bạn thấy cũng khá là tốt đúng không? Và doanh thu ước tính của cái video này là 12,48 đô. Chỉ một cái video này thôi mà mình kiếm được khoảng hơn 400 người đăng ký và hơn 12 đô. Đó, nếu như kênh YouTube các bạn có nhiều video dạng như thế này thì số lượt người đăng ký và doanh thu các bạn cao rất là nhiều đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái video này làm đòn bẩy để kéo cái video kia lên. Cách kéo rất đơn giản, các bạn hãy áp dụng cái màn hình kết thúc và thẻ của YouTube hỗ trợ cho chúng ta. Tuy nhiên các bạn không biết chọn những video phù hợp để các bạn làm thì nó sẽ mất đi hiệu quả rất là lớn. Bây giờ mình đã chọn được cái video này rồi thì bây giờ các bạn hãy vào phần màn hình kết thúc của video này thôi, các bạn muốn vào chi tiết nè. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới này, ở đây nó có màn hình kết thúc và thẻ này. Các bạn nhấn vào cái viết thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây nó sẽ cho các bạn những cái thành phần nó xuất hiện khi video này sắp kết thúc. Ở đây mình có một cái phần đăng ký kênh và một cái video bất kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ xóa đi, các bạn có thể chọn lại ha. Đây, rất là nhiều kiểu, các bạn chọn kiểu nào cũng được. Theo mình thì một cái đăng ký và một cái video là phù hợp nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn ngay cái video. Đó, cái này là nó chọn danh sách phát rồi, chúng ta phải chọn lại cái khác ha.
từ video. Ở đây các bạn để ý như hồi nãy mình chọn nhầm, ở đây nó ghi là danh sách phát và đăng ký nè. Đây một video một đăng ký, cái này mới đúng nha. Rồi ví dụ mình chọn cái này đi. Và bây giờ các bạn hãy chọn ngay cái video mà các bạn muốn kéo view, chẳng hạn như hồi nãy mình đã nói là cái video này ha. Đó. Đây, mình muốn kéo video này. Thì ở ngay cái video mà nó nằm ở trong số liệu phân tích này, các bạn chọn ra một cái video phù hợp nhất, sau đó các bạn vào cái phần màn hình kết thúc của ngay cái video đó, các bạn hãy chọn đúng cái video các bạn muốn kéo view, sau đó các bạn lưu lại ha. Đây là bước thứ nhất để kéo view một cái video bất kỳ. Bước thứ hai là các bạn hãy tận dụng chức năng là thẻ tắt. Đây, thẻ tắt này nè. Thẻ tắt này các bạn tránh nhầm lẫn với lại cái thẻ tắt video nha. Ở dưới đây nó cũng có một cái phần là thẻ tắt video nè. Đây, thẻ từ khóa video nè. Nó hoàn toàn khác với lại cái thẻ trên này nha. Trên này là cái khi người xem, người ta xem video, nó sẽ xuất hiện một cái đề xuất, một cái dòng nhỏ nhỏ trên video ha, chứ không phải là cái thẻ tắt để sale video nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào cái phần thẻ này, xóa hết đi ha. Đây các bạn chọn là video. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ kéo video này lên. Đặc biệt đây là cái phần quan trọng nè. Cái phần này là cái phần nó sẽ giúp cho các bạn kiếm được lượt xem cũng như là lượt đăng ký. Trước giờ rất là nhiều bạn sử dụng chức năng thẻ này để kéo kênh, kéo video. Tuy nhiên các bạn đặt cái video này, cái thời gian nó xuất hiện nó không có chính xác. Mình lấy ví dụ như mình đặt ở đây đi, thì đến thời điểm này các bạn sẽ thấy nè. Đó các bạn thấy rồi. Tắt tiếng đi nha. Đó, khi các bạn đặt cái thanh này ở đâu thì khi đến mốc đó thì nó sẽ xuất hiện một cái thẻ đây giống như thế này ha, nó sẽ xuất hiện để cho người ta bấm vào thì nó sẽ link đến cái video kia luôn ha. Nếu như các bạn đặt cái này không đúng thì không có hiệu quả đâu. Và làm sao chúng ta xác định được thời gian nào mà chúng ta đặt cái này, thì có một cái cách rất là hay để các bạn vào chính cái video này ha. Bây giờ mình sẽ đóng này đi ha. Đây chính cái video mà các bạn đã chọn, các bạn vô phần số liệu phân tích nha. Rồi kéo lên. Hãy tận dụng những cái chức năng của cái phần thống kê này để xác định rất là nhiều thứ hay ho, để có thể kéo video của bạn lên đó. Đoạn mở đầu, các bạn chọn là khoảnh khắc hay nhất. Tuyệt quá, video này có một đoạn khiến khán giả xem lâu hơn bình thường. Các bạn hãy sử dụng cái khoảnh khắc hay nhất này. Các bạn hãy sau cái khoảnh khắc hay nhất này thì các bạn sẽ để cái tắt kia, tức là sau cái khoảng video mà người xem người ta thích xem nhất, sau khi người ta xem hết cái đoạn thích xem nó thì nó sẽ xuất hiện cái đề xuất video của các bạn kia. Rất là nhiều bạn không áp dụng cái này, các bạn cứ để lung tung cái tắt đề xuất video đó. Nhiều khi các bạn để đoạn mở đầu thì mới vào người ta sẽ không bấm vào đâu, tại vì người ta đang quan tâm cái video này chứ không quan tâm cái đoạn kia của các bạn. Rồi, nhiều khi các bạn đặt ở phần giữa nội dung này, nội dung các bạn làm quá hay, người ta đang xem chăm chú thì người ta sẽ không click vào cái phần đề xuất video của bạn để trên đó đâu. Do đó, cách tốt nhất là để ngay cái phần phía sau này, đừng có để ngay cái phần móc sụt giảm này, mà hãy để ngay đầu này. Các bạn xem chi tiết nó là đoạn nào nha. Đây, các bạn để ý nè, khi các bạn bấm vào bất kỳ cái mục nào á thì nó sẽ có một cái đoạn trắng trắng này nè. Đó là các bạn biết là cái mốc nào. Bây giờ mục đích của chúng ta là đặt sau khoảnh khắc hay nhất này, thì các bạn thấy này, nó có một cái viền màu trắng nè. Do đó các bạn nên đặt cái thẻ của các bạn nó phía sau cái đoạn này ha. Hiện tại nó là 13 giây 24 nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua. Khi các bạn xác định được cái khoảng thời gian là 13 phút 24 giây, rồi bây giờ chúng ta qua lại cái phần đặt cái phần tắt này ha, cái phần thẻ này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lại cái phần thẻ này đúng cái 13 phút
hai mấy giây ha, 13 phút. Đây. Đó, đặt cái khoảng này đi ha, gần kết thúc đi. Rồi sau đó các bạn lưu lại. Và các bạn nên lưu ý nha, cái khoảng này nó sẽ thay đổi theo tùy video. Ví dụ như video này, người ta đang thích xem cái này. Nhiều video người ta chỉ xích thêm cái phần giữa này thôi, phần sau này người ta không quan tâm. Thì khi các bạn đặt cái này á, thì các bạn sẽ kéo thêm được lượt xem người ta quan tâm và bấm tiếp ha. Tại vì cái phần sau này các bạn làm không hay, người ta không có giữ chân được á, thì nên các bạn để cái móc này để giữ chân người ta tiếp tục theo dõi video khác của các bạn. Thì đây là cái cách tăng lượt xem rất là hiệu quả nha các bạn. Có nhiều bạn không biết cách làm này bởi vì không tận dụng hết chức năng trong số liệu phân tích. Rồi, đó là một cái mẹo cực kỳ hay ha. Thì như các bạn thấy nè, ở số liệu này chúng ta có rất là nhiều video nên các bạn có thể làm cách đó rất là nhiều lần, rất là hiệu quả. Đây các bạn thấy nè, video này lượt xem nó cao hơn cái video hồi nãy luôn ha, 19.000 mấy luôn. Nhưng mà số người đăng ký và doanh thu nó lại ít hơn cái video khi nãy các bạn thấy. Đây, lượt xem của cái video này nó ít hơn nhiều so với cái video kia. Đây, có 15.000 người xem thôi. Cái này hơn mấy lần luôn, nhưng mà tất cả mọi thứ ha, giờ xem, số người đăng ký, nó đều thua cái video này hết. Do đó, lượt xem nó không có quyết định doanh thu nha các bạn, mà tỷ lệ giữ chân người xem nó mới quyết định doanh thu của một cái video đó các bạn. Rồi ví dụ như cái video này các bạn vào phần như hồi nãy ha, khoảnh khắc hay nhất nè, thì các bạn thấy ở đây khoảnh khắc hay nhất người ta lại thích xem cái đoạn này ha. Do đó chúng ta muốn đặt cái đó thì chúng ta phải đặt ở đây ha, đặt ở đây đây nè, tức là người ta thích xem cái phần mở đầu này hơn, phần phía sau này người ta không thích xem. Do đó nếu như muốn kéo view từ cái video này thì cách hiệu quả nhất là đặt ngay chỗ này, là sau cái đoạn người ta thích xem nhất thì người ta sẽ có một cái lựa chọn để người ta xem tiếp. Đó các bạn, tùy theo từng video các bạn sẽ làm cái cách này ha. Rồi một cái video khác, cái video này cũng được xem cũng khá cao ha, 17.900 mà cũng có 400 người đăng ký và kiếm được 9 đô, thì nó doanh thu nó hơi ít hơn so với video kia. Rồi kéo xuống bên dưới thì cái này nó lại không có cái khoảnh khắc hay nhất, tức là người ta xem nó bình bình như nhau, nó không có cái phần đột phá nào cả. Thì với những cái video dạng như thế này thì các bạn có thể đặt cái thẻ tắt nó gần cuối kết thúc video ha các bạn. Đó, mình cố tình mở cho các bạn để các bạn biết cách lựa chọn tùy vào từng loại video, từng cái phần nó thống kê khoảnh khắc hay nhất để các bạn đặt cái phần thẻ kéo kênh nha. Rồi nội dung hôm nay chia sẻ hơi dài, hy vọng các bạn nắm được tất cả những bí mật, những cái cách làm hiệu quả này để các bạn có thể kéo view trên một cái video bất kỳ. Nếu như các bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, các bạn nhớ nhấn like video và chia sẻ video này và nhấn đăng ký kênh CD Hay Studio của Toàn để đón xem những clip hướng dẫn những cái bí mật làm YouTube tiếp theo của Toàn nha. Xin chào, hẹn các bạn ở video sau của mình nha.